bóng đá còn lại gì một khi Cristiano Ronaldo và Lionel Messi giải nghệ? Câu trả lời thấy khó, tuy nhiên nó đúng là khó thật. Nói chung thì bóng đá vẫn sẽ là bóng đá thôi. Khi hai siêu sao này dần lùi vào hậu đài, lịch sử vốn đã sôi động trước lúc họ xuất hiện, nó sẽ tiếp tục như thế khi hai ánh mặt trời dần khuất sau núi. Vì con người sống là để vượt qua khỏi quá khứ, không còn khát vọng ấy, loài người không thể có được nền văn minh như ngày nay. Quay ngược bánh xe lịch sử về những năm 60 của thế kỷ trước, khi Pele đi vào lịch sử với 3 lần vô địch thế giới và hàng nghìn bàn thắng ở câu lạc bộ Santos, người ta đã tôn vinh ông với một biệt danh gần như là tuyệt đối, đó là vua bóng đá. Và khi Pele giải nghệ, thế giới tin rằng sẽ không còn ai có thể sánh ngang được với ông. Nhưng ở châu Âu đã xuất hiện một thiên tài khác. Phong cách chơi bóng của người ấy đĩnh đạc, chính xác đến từng centimet. Khả năng tấn công hay phòng ngự đều xuất chúng cả. Ông mang Đức đến chức vô địch Euro và World Cup trong 2 năm liên tiếp, năm 1972 và 1974. Nhưng vì đã gọi Pele là vua, công chúng bèn gọi Frank Beckenbauer là hoàng đế. Những tưởng vua và hoàng đế đã là những đỉnh cao nhất thì trong thập niên 80, Diego Maradona xuất hiện. Ông chơi thứ bóng đá cảm xúc hơn nhiều so với hai bậc tiền bối. Khả năng gánh đội của ông là không ai bì kịp, mang Argentina thuộc hàng yếu nhất lịch sử đến chức vô địch World Cup năm 1986, đặt Napoli lên bản đồ bóng đá Italia và châu Âu. Nhưng không thể gọi Maradona là vua hay hoàng đế được nữa, công chúng nghĩ ra một biệt danh mới, cậu bé vàng. Người Argentina trong phút giây choáng váng còn tự thán, rồi Chúa sẽ chẳng bao giờ sản sinh ra một thiên tài thứ hai như thế nữa. Nhưng Chúa hồi đáp cũng rất nhanh. Trong thập niên 90, Ronaldo xuất hiện. Anh bỏ khái niệm bóng đá là môn chơi tập thể và thùng rác. Anh một mình một bóng, đơn thân độc mã đánh sập mọi hàng phòng ngự đối phương. Maradona có bàn thắng để đời vào lưới đội tuyển Anh tại World Cup năm 1986 khi một mình dốc bóng qua toàn bộ hàng thủ của đối phương, kể cả thủ môn. Còn Ronaldo thì ghi những bàn kiểu ấy như là cơm bữa vậy. Có người mạnh về tốc độ, có người mạnh về thể lực, có người thì khéo léo. Còn Ronaldo là tiền đạo 3 trong 1. Anh đã đối mặt thì gần như thủ môn ấy chỉ có thể bất lực vào lưới nhạt bóng. Nhưng vì thế giới đã có vua, hoàng đế và cậu bé vàng, người ta bèn nghĩ ra thêm một biệt danh nữa, người ngoài hành tinh. Đến đây thì kho tàng biệt danh của thế giới chính thức cạn kiệt. Nhưng nhân loại cũng không phải chờ lâu, lần này không chỉ là một ngôi sao, mà là hẳn một cặp. Ronaldo và Messi quả là một trường hợp cực kỳ hiếm có trong lịch sử thể thao. Xuất hiện một kỳ nhân giành đến 5 quả bóng vàng đã khó. Nhưng hơn 10 năm qua, thế giới chứng kiến có hai người đạt được kỷ lục ấy. Thậm chí Messi còn có tới 7 quả bóng vàng. Một cậu bé 13 tuổi dậy thì thành công, tốt nghiệp đại học rồi đi làm. Nhưng quay lại vẫn thấy Ronaldo và Messi vẫn còn thay nhau đứng trên bục cao nhất. Ronaldo mặt già hơn một chút, Messi thì hình xăm chi chít và râu ria nhiều hơn. Nhưng cả hai thì vẫn chưa chịu nhường vương miện cho ai cả. Ngay cả Pele, Frank Beckenbauer, Maradona và Ronaldo de Lima cũng không thiết lập được sự thống trị khủng khiếp đến thế. Sau một thập kỷ tranh cãi xem ai giỏi hơn ai, có lẽ người hâm mộ của Ronaldo và Messi cũng dần công nhận người kia. Và họ bắt đầu cảm thấy may mắn vì được xem hai siêu sao tạo nên một cuộc tranh tài kỳ thú và vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá. Và người hâm mộ cũng bắt đầu lo sợ rằng, khi họ bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp, cảm xúc và phép màu cũng không còn nữa. Nhưng đấy tất nhiên chỉ là một sự lo xa, bất ngờ luôn dành cho chúng ta ở phía trước và những cột mốc sinh ra là để bị phá vỡ. Cũng giống như việc công chúng từng lo cho tương lai của bóng đá sau khi Pele, Beckenbauer, Maradona hay Ronaldo de Lima chia tay sân cỏ. Nhưng kết quả là bóng đá vẫn sống, vẫn làm cho biết bao nhiêu trái tim thổn thức và vẫn sản sinh ra những quái kiệt mà lịch sử chưa từng có. Bản chất của con người là vươn lên không ngừng, phá vỡ những giới hạn. Như Albert Einstein từng nói, trí tưởng tượng quan trọng hơn tri thức. Và chỉ cần một chút tưởng tượng, ta sẽ thấy viễn cảnh tương lai khi không còn Ronaldo và Messi vẫn đáng chờ đợi. Tất nhiên nó sẽ đẹp theo một cách khác. Cuộc đua cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại đứng trên góc độ thống kê, về cơ bản đã khép lại với người chiến thắng tuyệt đối là Messi. Sau khi anh đăng quang tại World Cup 2022, Argentina không Messi về cơ bản chỉ là một đội tuyển ở trình độ trung bình khá. Thậm chí xét về danh tiếng còn thua xa tập thể năm 2018. Julian Alvarez đang dự bị tại Manchester City, Enzo Di Maria tới Juventus dưỡng già, Rodrigo De Paul liên tục bị Atletico Madrid giao bán, Alexis Mac Allister, Emiliano Martinez chỉ đá cho những đội tầm trung như Brighton hay Aston Villa tại Premier League. Nicolas Otamendi đã rời Man City từ lâu để tới Benfica. Huấn luyện viên của họ, Lionel Scaloni, chỉ có kinh nghiệm dẫn dắt đội U20, chưa từng giành danh hiệu lớn nào trước đó khi trở thành huấn luyện viên của Argentina theo dạng tạm quyền vào năm 2018. Song chính sự chênh lệch ấy càng tôn vinh phong độ tuyệt đỉnh cùng tầm ảnh hưởng to lớn của Messi tại World Cup 2022.
khi cả thế giới nói về pressing với những cầu thủ vừa phải chơi bóng giỏi, vừa phải là vận động viên để chạy liên tục trong cả trận, với những hệ thống chơi bóng phức tạp không có quãng nghỉ, thì Messi ở đó đi bộ nhiều hơn là bứt tốc. Nhưng Argentina thì vẫn có chiến thắng. Argentina vô địch World Cup sau khi tạo ra số lượng bàn thắng kỳ vọng nhiều hơn đối thủ trong cả 7 trận đấu. Messi đi bộ nhưng tạo ra sự đe dọa lớn hơn bất cứ cầu thủ nào khác. Argentina với lối đá cử tập thể chạy hộ một cá nhân, trở thành nhà vô địch đã ghi tới 10 bàn ở vòng đấu knockout, nhiều hơn số bàn thắng trong cả mùa World Cup 2010 của đội vô địch Tây Ban Nha. Không trận đấu loại trực tiếp nào tại World Cup 2022 mà Argentina ghi ít hơn 2 bàn kể từ khi World Cup nâng tổng số đội lên là 32 vào năm 1998. Không một nhà vô địch nào làm được điều như Messi và các đồng đội đã làm, kể cả những ông vua dội bom như là Pháp năm 2018 hay Đức năm 2014. Chỉ sau một mùa World Cup, sự nghiệp vốn đã vĩ đại của Messi trở nên hoàn thiện hơn với 7 quả bóng vàng, một Copa America, một World Cup cùng hơn 1.100 lần góp dấu giày vào các bàn thắng sau 1.003 trận. Messi đã vô địch mọi giải đấu, giành mọi danh hiệu cá nhân cao quý nhất, bỏ xa những người bám đuổi. Vậy Messi giờ đã xuất sắc hơn Maradona hay chưa? Lý trí, logic, những danh hiệu, bàn thắng và kiến tạo nói có, nhưng bóng đá chưa và sẽ không bao giờ là cuộc chơi thuần lý trí. Maradona với nhiều người vẫn là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Ngay cả khi Messi giờ đã chạm tay tới cúp vàng World Cup, không phải bởi Maradona hay hơn Messi, mà đơn giản có một thế hệ không yêu ai khác ngoài cậu bé vàng. Sự thật là những người theo dõi Maradona thi đấu trực tiếp giờ đều đã già. 36 năm đã trôi qua từ đỉnh cao Mexico năm 1986, 28 năm vụt qua ký ức cuối cùng tại World Cup năm 1994. Maradona thậm chí giờ đã không còn, nhưng ảnh hưởng và cảm xúc tạo ra từ Diego với thế hệ từng theo dõi ông thi đấu là bất tử. Người già yêu ký ức của bản thân mình và họ yêu Maradona. Sự vĩ đại của Messi chưa và sẽ không bao giờ đủ để đánh bật tình yêu này. Nhưng Messi cũng có thế hệ của riêng mình. Trên thực tế, El Pulga đóng vai trò với thế hệ hiện tại không khác gì Maradona của quá khứ. Thậm chí mạng xã hội, truyền thông, công nghệ còn khiến danh tiếng và tầm ảnh hưởng của Messi vượt trội hơn những gì Maradona đã làm với thế hệ lớn lên trong thập niên 80. 36 năm trước, không có nền tảng trực tuyến nào xuất hiện để các cổ động viên bình luận và bàn tán về Mexico năm 1986. Cũng chẳng có điện thoại thông minh để hình ảnh Maradona đi bóng qua nửa đội hình tuyển Anh được lan tỏa. Messi vô địch World Cup 2022 và còn vô địch về tầm ảnh hưởng trong suốt một thập kỷ đã qua trên truyền thông và mạng xã hội. Nếu coi Messi vĩ đại nhất thì nói một cách chính xác, đó phải là việc anh vĩ đại nhất với thế hệ hiện tại. Thế hệ được quyền tự do đưa ra tiếng nói và quan điểm trên mạng xã hội. Thế hệ có thể tiếp cận với mọi ngõ ngách trên toàn thế giới một cách dễ dàng. Thế hệ chứng kiến những cú truyền mình mạnh mẽ nhất của truyền thông và công nghệ. Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá của thế hệ này. Còn với thế hệ cũ, họ có người hùng của riêng mình. Nếu như những cổ động viên hiện tại vẫn không thể chấp nhận sự vĩ đại riêng biệt của Maradona hay những thần tượng bóng đá thế hệ cũ khác như Ronaldo béo, Zinedine Zidane, Ronaldinho, các bạn có thể thử nghĩ tới viễn cảnh này. 30 năm sau, khi một thế hệ nữ ra đời, một thế hệ chưa từng xem Lionel Messi chơi bóng và chỉ có thể theo dõi số 10 vĩ đại của Argentina qua những video trên YouTube, bỗng có một cầu thủ làm được hơn những gì Messi đang làm. Thế hệ sau ấy nói rằng, đó là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, và Messi chỉ là số 2. Liệu thế hệ cổ động viên hiện tại khi ấy đã già, những người lớn lên cùng khóc cùng cười với Messi, theo dõi anh từ chiến thắng này đến thất bại khác, cùng anh vượt qua mọi trở ngại để chinh phục tất cả, liệu có chấp nhận nổi một người vĩ đại hơn El Pulga hay không? Vậy nên, chúng ta sẽ đưa ra một kết luận cuối cùng. Xét về mặt lý thuyết thì Messi rất vĩ đại với những gì đã giành được trong sự nghiệp. Còn về mặt lý trí và cảm xúc, cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá đơn giản là cầu thủ mà chúng ta yêu quý nhất mà thôi.